Xin chào cả nhà, đã quay trở lại với kênh bán hàng đồ nghề Nhật Bãi của em. Anh em xem mua hàng thì liên hệ số điện thoại của em 0334 830 843 hoặc là kết nối với Zalo. Xem video giới thiệu mấy món hàng thì anh em bấm vô chế độ xem là HD để xem mấy món hàng nó rõ, chi tiết, nó sắc nét nè. Rồi anh em coi phù hợp thì mình mua. Rồi theo dõi mấy cái video mới, anh em bấm vô cái chỗ đăng ký ở trên cái trang của em á, chỗ đăng ký kênh. Anh em xem thì cập nhật coi cập nhật cái món hàng em bán hay chưa, em để dưới cái phần mô tả của cái video. Anh em nhấn vô thì xem được mô tả để coi món hàng đó đã bán hay chưa. Rồi mình liên hệ. Rồi hôm nay là cái video 30, em giới thiệu mấy món. Đây, đầu tiên là cây kìm mở phe. Nó mở phe trong phe ngoài nha anh em. Chiên mở phe ngoài. Đây bóp ra nè. Bóp để lấy cái phe ngoài ra. Đây là kích thước 17 cm. Cái đầu thằng này nó 1 ly 3, 1.3 ly á. Đây, cái nó dài khoảng 2 phân. Của thương hiệu SK11. Kìm mở phe có mã 33001, giá 200 ngàn. Tiếp theo là một cây cắt ống đồng của Lotter. Con tôm á anh em, con tôm Leban. Cái cắt ống đồng này nó size nó to nha anh em. Size này thấy cũng hiếm. Đặc biệt nó là nó trượt nhanh, mở nhanh nè, cắt nhanh. Anh em xài rất là tiện lợi luôn. Ví dụ như mình cắt cái ống bằng ngón tay đi, đây rồi vô đây, rồi cái anh em vặn xiết vô để cắt đó. Mình muốn cắt ống bự hơn thì kéo ra đó, nó bự vậy rồi mình xiết vô thôi, rất là tiện, nó để cho mình thao tác nhanh đó. Đây bóp này kéo ra vô nè, nhẹ nhàng luôn. Đây là con dao để do ống, rất là chắc chắn luôn, thân toàn bộ là bằng nhôm. Đây điểm đo kích thước ống nó cắt được nha. Đây cái ống tối đa của nó là 42 đó nè. Đây cắt được cỡ ống 42 nha. Cắt được ống nhỏ nhất luôn đến ống 42. Đây. Nó vô sát luôn nè. Là ống có thể là nhỏ nhất luôn rồi. Đến ống 42. Đây. Cắt ống đồng Lotter mã là 3002, giá 400, rất là to, cũng khá là vừa thôi, vừa tay cầm, dài là 16 cm, vừa thôi nhưng mà nó làm rất là dày chắc chắn. Đây rất là dày, nhôm đúc dày. Tiếp theo là một cây cắt kiếm của Nhật SK11, thương hiệu SK11. Đây đặc biệt cây này nó có cái rãnh để mình bẻ kiếm nè, và cái bánh xe
để mình kéo cái đường thẳng cho nó dễ. Đây, nó trượt lên cái mặt phẳng nè. Đây là cái đầu kim cương để mình cắt nè, có viên đá nhỏ xíu. Cái viên đá này nó độ khoảng không chấm mấy ly, có cái cạnh nhọn để mình cắt. Là loại này mình không cần dùng dầu hôi dùng gì hết á, cứ để lên kiếng là kéo là cắt à. Cán gỗ rất là đẹp. Đây, kích thước nó 13 cm, cắt kiếng có mã là 3003, giá 200.000. Tiếp theo lại về một cây cân, cân treo của Nhật. Đây là dòng cân treo, dòng này có đến 20 kg. Đây, Osaka, thương hiệu Osaka. Thân nó là bằng nhôm, bên trong ruột cũng nhôm, lò xo thép. Thép của Nhật rất là bền luôn nè, nó rất là chính xác luôn, xài lâu vẫn còn chính xác. Mà cái con này rất là ít xài, lò xo nó còn trắng phiếu nè. Đây, cái nấm này là để mình điều chỉnh cái sai số của cái cân non già đó. Ok, cân treo Nhật 20 kg, nó có kích thước là 26 cm mà. Cân treo Nhật có mã là 3004, 350 nha. Tiếp theo là một cây cưa sắt. Cưa sắt của Sweden. Sweden là Thụy Điển nha anh em. Cưa sắt Thụy Điển. Sandvik, thương hiệu là Sandvik. Đây, cưa sắt của Thụy Điển, thân là bằng nhôm, nhôm đúc gân lên rất là chắc chắn, nó đúc gân để tạo chịu lực, gân chữ Y. Đây là mở lưỡi ra nè, đó, mình có thể gắn hai hai kiểu lưỡi, cái là kiểu xéo nè, xéo anh em được đổi cái này lại, quay qua thì gắn lại được, nó sẽ cưa xéo như vậy. Đây, à, tôi xéo chắc là 45 độ anh em, còn gắn như vậy là hẳn 90 độ để mình cưa cái mặt gỗ. Đó, có hai chỗ để bắt lưỡi 90 độ và 45 độ. Đây. Đó. Đây là kích thước của nó nè, lưỡi nó là 25, chiều dài nguyên cái cưa là 40 anh em. Đây, chiều ngang 9 cm. Cưa Nhật có mã là, cưa sắt của Nhật có mã là, ê, xin lỗi, cưa sắt của Thụy Điển này nè, cưa sắt Thụy Điển có mã là 3005, giá 250.000. Tiếp theo là một cái cây tua vít, tua vít chỉnh lực anh em. Đây, nó là tua vít, gắn cái mũi vít lên nha. Đó, tua vít chỉnh lực ở đây mình chỉnh được từ 10 nè, 10 kg, 10 kg trên cm đó, nó để nè 10 kg, 20 kg, 30 kg, 40 kg, 50 kg, này là tối đa 50 kg. Đây là cái thương hiệu nó nè. Đây, để chi phu này nó địa Nhật nha. Đây là mình chỉnh nè, chỉnh cái vạch này nó sẽ lên, nó báo cho mình biết là bao nhiêu ký, ví dụ như 10 kg đây đó, mình dặn vô nó sẽ báo lực và đủ 10 kg, nó sẽ kêu cái tách tăng lên, nó sẽ nặng hơn.
đó anh em dễ hình dung, tăng lên này là 20 kg, rất là nặng rồi, không có nhận nổi nữa. Sẽ lấy cái cục này thử nè, đó tăng lên khoảng 30 kg, đây 30 kg nè. Ví dụ như mình dặn đang dặn ốc vô nè, rồi tới 30 kg nó kêu một cái tách. Ok, tua vít chỉnh lực đây có hai đầu cho anh em. Ở đây là đầu của Zetec, còn cái đầu này là của Vasel, Vasel Japan BH2, hai đầu này là BH2 hết. Ok, kích thước của cái cây tôi vít này là dài là không tính mũi là 21, cầm rất là vừa tay luôn, nó đầm tay nặng tay. Tua vít chỉnh lực có mã 3006, giá 650 ngàn. Tiếp theo là một cái cây giống như là combo vậy anh em, mình cũng không rõ là công năng nó làm gì, có thể dùng làm combo nè. Đây ở trên thì nó có các thông số, đây nó để rất là nhiều số luôn. Có thể xếp lại nè, chỉnh ra nè, chỉnh ra được vậy luôn nè, tối đa nè, kéo lên kéo xuống nè. Đây đó, này nó hơi khô, mình bôi miếng tí dầu vô nó sẽ kéo được đó, này nó dính dầu này. Cơm ba rất là độc luôn. Đây xếp nó lại. Và đặc biệt bốn cái đầu này nè, bốn cái đầu này là nó háp hợp kim nha nha anh em. Ở đây nó háp nè, háp ngang chỗ này là hợp kim nè, đầu này rất là nhọn luôn, bén, thép và hợp kim nè, nó háp bốn cái mũi nhọn vô. Đây combo có kích thước là 15 cm, mã là 3007, giá 250 ngàn. Tiếp theo là cái đầu kẹp mũi khoan đây, đầu kẹp mũi khoan hàng bãi của Nhật nha anh em. Nó khác so với cái hàng Trung Quốc á, hàng China xuất Đông Nam Á mình đó, là nó làm cái đầu này nè, China đầu này rất là mềm luôn, mình vặn được thời gian là nó bị quẹo luôn hoặc là nó gãy, thường nó sẽ tuôn ở đầu này nè, còn đầu Nhật thì gặp cứng hơn rất nhiều. Đây nó kẹp được mũi 10 ly, lớn nhất là 10 mm. Ok, đầu kẹp mũi khoan 3008, giá 200 ngàn. Tiếp theo là một cây mỏ lết của Fujiya, mỏ lết ngắn nha anh em. Mỏ lết này gọi là mỏ lết nhẹ nè, ngắn mà họng nó to, nó dài 16 cm. Đây đây là cái miệng nó mở ra nè, 44 cm, 44 ly, 4/4 á. Đây nó xếp vô thì tối đa luôn, nhỏ nhất luôn, từ nhỏ nhất đến 44 mm. Đây là cái độ dày của cái mỏ nè,
9 ly. Vậy 9, khoảng 9 ly nha nè. Anh em nào làm mấy cái đồ mỏng thì rất là cần. À, độ dày trên mỏ nó là 6 ly. Nhỏ nhất 6 ly. Nó sẽ bự dần lên. Ok, mở lết. Cái mã là 3009 350 nha. Ui ra. Cuối cùng là cây bấm river Doctor, con tôm của Nhật. Này, hăn bằng nhôm đúc. Cây này bấm thì rất là nhẹ. Nó thiết kế bấm rất là nhẹ, lò xo nhẹ. Anh em dễ bấm. Đây, cái răng nó bám rất là chắc luôn, còn dấu luôn nè. Đây là cái cây về inox nha nè, cây về full inox, đầu với lại cái cốt nó là bằng inox nên rất là cứng hơn so với loại bằng nhôm. Nhôm ở Việt Nam mình thì xài nhôm nhiều. Đây là cái cây về của Nhật luôn, bằng inox, bám cũng khá là ok. Ok, nó đầy đủ 4 đầu thông dụng nè. Bấm rê có mã là 3010 giá 450 nha. Ok, mình kết thúc cái video ở đây. Xin cảm ơn em đã theo dõi và ủng hộ. Hẹn anh em trong các video tiếp theo.